Thưa với bà con ở trong xã mình thì cháu là kênh YouTube Thành Trung TV. Thì qua cái đợt lũ vừa rồi á thì cháu cũng có ra ngoài đây để ghi hình chia sẻ. Thì cũng được tất cả nhà hảo tâm, mạnh thường quân, khán giả theo dõi ở trên kênh thì ủng hộ mỗi người một ít. Nói chung là của ít lòng nhiều, gửi đến bà con bị thiệt hại về kinh tế ở trong xã mình. Thì ngày hôm nay thì cháu cũng đến đây để trao những cái phần tiền của tất cả quý khán giả, quý mạnh thường quân ở trên kênh của cháu ha. Đó thì bây giờ thì Thành Trung sẽ đi vào phía bên trong của Ủy ban xã, gặp bên chính quyền địa phương, và bên chính quyền địa phương cũng đã có những cái danh sách những cái hộ thiệt hại trong cái đợt lũ vừa rồi. Thì mong rằng thì những đồng ngân của tất cả quý ông bà cô bác sẽ đến tay những hộ mà bị thiệt hại. Thì Thành Trung vào đây thì giờ thì cũng 12 giờ trưa rồi, thì chắc có lẽ là cũng không thể nào mà di chuyển theo từng hộ để mà phát tiền động viên đến với những hộ gia đình bị thiệt hại cả nhà. Thì giờ thì những hộ cũng đã tập trung về bên xã. Thì Thành Trung sẽ vào để gặp phát những cái phần quà của tất cả quý mạnh thường quân gửi qua kênh. Đó, đường đi thì nói đúng ra thực sự là khó khăn đấy cả nhà. Đó, một bên thì sông này, đó, một bên thì núi này, đó, sạt lở rất là nặng. Thì cái đường này thì nó cũng vừa mới thông thôi. Đi thẳng vào ủy ban được không chú? Dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Đường do cái con sông này đấy cả nhà này, do con sông này. Đến khi mà nước lũ nó về nhiều quá thì nó tràn tràn lên đấy. Thì như phía cái làng mỏ đá là do bị cái bị cái núi nó lở xuống. Nó tạo thành một cái cơn sóng nên là nó đánh đi coi như bay tất cả những cái ngôi nhà ở trong cái thôn Mỏ Đá. Còn ở trong đây thì chắc có lẽ là coi như bị thiệt hại nó sẽ nhẹ hơn. Nước lên thì ví dụ đất cát đồ nó dồn hết vô nhà, có thể là nó cuốn trôi đi những cái tài sản thôi. Chứ nhà cửa thì không biết là như thế nào, có bị sập hay không. Thì vô phía bên trong của bên chính quyền xã thì chúng ta có thể là coi như hỏi xem là người dân bị thiệt hại như thế nào nha cả nhà. Vâng, thì hiện tại bây giờ Thành Trung đã có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Dương của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai nha cả nhà. Thì Thành Trung sẽ di chuyển vào phía bên trong để gặp bên phía lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã. Đây, bữa nay nắng, nói chung là giờ là cũng đã hơn 11 giờ trưa rồi. Nhưng mà bên phía cán bộ là vẫn đang hết sức miệt mài để giúp đỡ những hộ dân gặp khó khăn. Đây là cô địa chính xinh đẹp này cả nhà. Rồi, giờ là gặp ai đây em gái? Anh chị vào, bạn là Trần Tổ Quốc và anh chủ tịch ủy ban xã, các anh đang đợi đoàn nhà mình. Các người ta còn các hộ dân thì đã đến đây rồi. Hôm nay cũng có một cái đoàn từ thiện, người ta vào người ta phát quà và lương thực, thì các hộ cũng ra các hộ lấy. Đây, đây đi. em dẫn Em anh mời cô phía anh. trong đây. Giờ là có đầy đủ các danh sách ở đây rồi đúng không em hả? In ra rồi. Thì hiện tại là so với hôm sáng em báo với anh là 51 ạ, thì hiện tại là sau khi giám sát lại thì giảm một hộ là còn 50. Là tính cả thôn thôn Mỏ Đá. thôn Mỏ Đá Thì nữa đúng vâng không? ạ, vâng thì Thôn Mỏ Đá thì anh đã phát hết rồi. Vâng thì tí nữa em đến cái xin thêm. loại cái thôn Mỏ Đá đó. Vâng. Đây giới thiệu sao sao về anh? Anh Em đây là Lai, chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã. Dạ. Thì cũng nghe bạn Sang đây mà giới thiệu. Thì hiện tại ở đây là em cũng có một số người dân ở đây rồi, thì không biết là
chương trình của anh thì cụ thể như nào? À, thế giới thiệu với anh là như thế này, em là bên kênh YouTube Thành Trung TV. Thì cũng có một số cái phần quà của tất cả quý nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân, cũng muốn chia sẻ đến bà con đồng bào bị thiệt hại trong cái cơn lũ vừa rồi ở đây. Thì mỗi em thì ở ngoài mỏ đá thì của em cũng đã đi khảo sát và trao hết ở khu vực mỏ đá rồi. Còn ở trong đây thì nó đúng là trong cái vùng sâu vùng xa thì cái thời gian em nó cũng không có để mà đi đến từng hộ ghi hình để chia sẻ. Thì nhờ bên chính quyền địa phương thì hỗ trợ em về cái danh sách những cái gia đình thiệt hại. Thì em muốn ủng hộ một gia đình là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng gia đình thì cũng nói qua để anh nắm. Thì do ảnh hưởng cơn bão số 3 vừa rồi thì trên địa bàn xã Tân Dương là bị ảnh hưởng tổng là 263 nhà bị ảnh hưởng về nhà ở. Trong đấy có 50 nhà. Hiện tại theo các bạn đi rà soát thống kê là có 50 nhà bị ảnh hưởng từ 70% trở lên. Đấy là tương đối nặng, giống như những cái nhà mà ở mỏ đá là anh đã đi đấy. Giải rác trên 10 thôn bản. Còn lại những nhà kia thì cũng ảnh hưởng, một số nhà cũng khá là nặng, nó dưới 70%. Còn về kinh tế nông lâm nghiệp thì bị tầm khoảng 600 hộ và bị ảnh hưởng về kinh tế. Trên hơn 800 hộ thôi, trên địa bàn xã có hơn 800 hộ thì anh tưởng tượng là nó đã có hơn 600 hộ bị ảnh hưởng. Nên là khá là khó khăn. Và sau khi cơn bão ấy thì Tân Dương cũng nhận được tương đối là nhiều đoàn cứu trợ rồi. Về những cái đồ như là hàng khô thiết yếu thì chúng em cũng đã nhận được khá. Thì hôm nay nghe có bạn Trang bạn kết nối có anh là Thành Trung TV đúng không? Trang như tôi Thành Trung TV đến thì cũng rất là phấn khởi cho bà con có thêm nhà tài trợ, các anh để chia sẻ những khó khăn với bà con những cái lúc khó khăn như này thì cũng rất là vui. Cũng báo cáo anh là hiện tại là em cũng thông báo cho các hộ dân rồi nhưng mà em chưa kiểm tra lại là đến đủ chưa. Thì em cũng chỉ thông báo được cho các đầu mối là cán bộ thôn bản để người ta thông báo đến người dân thôi. Thì sau đây thì em sẽ xem là danh sách thì em có đây rồi, từ bản mỏ đá ra thì đây danh sách của em có 50 hộ là bị ảnh hưởng trên 70% đây. Dạ. Thì giờ thì em cũng nhờ anh là giúp đỡ em là đọc cái danh sách của từng hộ. Dạ, dạ. Để em trao tiền cho các hộ ha. Dạ, thì ví dụ như là mà ai có ở đây á thì nhận. Mà ai mà chưa có thì em có thể là chờ trong vòng ví dụ như là 1 tiếng 2 tiếng chẳng hạn. Để ví dụ như là bà con cô bác chưa tới được thì khi mà bà con cô bác tới á thì em sẽ trao. Mà nếu như mà bà con cô bác không tới á thì coi như không có duyên với em ha. Nhất trí ạ. Vâng. Dạ vâng. Dạ. Ban Mùng thì có 3 hộ nhỉ. Ban Mùng Thu thì qua, Ban Mùng thì ngay đây thôi, Ban Mùng Cửa Ca thì ngay đây. Còn em sẽ kiểm tra những cái bản ở xa. Dạ dạ mà. Dạ. Chị Thu ơi, rồi ok em. Thì như chúng ta cũng đã thấy cả nhà, thì ở đây là cái hội trường của Ủy ban Nhân dân xã. Thì hiện tại ở đây thì cũng có rất nhiều hộ dân thì đến đây thì để nhận những cái nhu yếu phẩm của tất cả quý ông bà cô bác từ mọi miền tổ quốc trong và ngoài nước đã thông qua những cái hội nhóm gửi những cái phần quà này để về cho bà con vùng lũ. Thì những cái tấm lòng của cô chú anh chị từ phương xa thì cũng rất là quý. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Khi mà bà con trong nước tất cả những các tỉnh thành mà gặp hoàn nạn khó khăn thì tất cả các tỉnh còn lại thì cũng chung tay góp sức để mà có những cái nhu yếu phẩm như thế này đến với tay của bà con. Đó là một cái niềm động lực, một cái sự động viên giúp cho tất cả coi như bà con có một cái tình cảm để vượt qua những cái lúc mà
khó khăn đó cả nhà. Thì trong lúc mà chờ đợi tất cả cái danh sách của các hộ bị thiệt hại thì Thành Trung cũng quay ghi hình chia sẻ cho cả nhà mình được theo dõi ha. Đây thôi, giờ thì bên phía lãnh đạo xã thì cũng đã mời được bà con về đây thì cũng được tầm khoảng cỡ 90% rồi. Thì giờ thì vô ta theo cái danh sách của bên lãnh đạo xã để phát những phần quà cho bà con nha cả nhà. Thì theo như mà cái kế hoạch của Thành Trung á, là sẽ phát cho một hộ gia đình là bằng 2 triệu đồng. Thì bây giờ cháu xin phép là cháu đọc tên để xong rồi đứng đây thử nhỉ. Đứng đây thôi chứ đâu cũng đâu mà cần. Mời các bà con đứng lên trên này để nhận tiền hỗ trợ của anh ấy ạ. Vâng thì mọi người chật tự cho anh ấy nói một chút ạ. Thì thưa với bà con ở trong xã mình thì cháu là kênh YouTube Thành Trung TV. Thì qua cái đợt lũ vừa rồi á thì cháu cũng có ra ngoài đây để ghi hình chia sẻ. Thì cũng được tất cả nhà hảo tâm, mạnh thường quân, khán giả theo dõi ở trên kênh thì ủng hộ mỗi người một ít, nói chung là của ít lòng nhiều, gửi đến bà con bị thiệt hại về kinh tế ở trong xã mình. Thì ngày hôm nay thì cháu cũng đến đây để trao những phần tiền của tất cả quý khán giả, quý mạnh thường quân ở trên kênh của cháu ha. Cháu xin phép đọc tên ạ, đến hộ nào thì mời các bác đứng lên trước này để cho anh ấy phát tiền ạ. Vâng, thì ngày hôm nay thì cháu cũng phát là cho một hộ mình là bằng 2 triệu đồng để coi như có cái số tiền mình có thể sắm sửa cái ban đầu dụng cụ trong nhà nha. Mời bác Đặng Văn Dền ạ, bản qua. Còn ông Tráng A Phử ạ. Lý Thành Công ạ. Đặng Văn Minh ạ. Anh ơi, em cứ gọi hết mọi người lên xong rồi anh đưa một thẻ thôi. Anh cứ mời tầm khoảng 10 người lên thì xong rồi bác đưa tiền hết 10 người. Rồi ok. Các hộ cứ đứng xếp hàng ở đây hộ em ạ. Lý Thành Công có chưa ạ? Đặng Văn Tranh ạ. Đặng Văn Tranh có chưa ạ? Chu Thị Quay ạ. Đô Minh Tân ạ. Nông Văn Diện. Lý Văn Cháu. Trưởng Văn Trung. Cổ Kim Võ. Đặng Văn Mủng. Bùi Văn Việt, Trưởng Văn Bình, Bình đâu ạ? Lý Văn Bằng. Ai ở đây thì cô có lên nhé. Lên rồi cháu ạ. Hoàng Thị Thuấn. Thị Thuấn ơi. Thuấn vừa đến đâu rồi ạ? Hoàng Thị Thuấn. Thị Thuấn đang lựa quần áo. Lý lại kêu lại không được. Thị Hoàng Thị Ngọt ạ. Đây ạ. Hết là đò nhá. Đây là một thôn đúng không? Không ạ, đấy là 4 bản à ha. Vâng thì dạ. Của ít lòng nhiều nha các bác. Dạ vâng, rồi chúc gia đình mình sớm khắc phục lại cái hậu quả thiên tai ha. Dạ. Rồi ạ. Nhà mình thiệt hại sao?
bị trôi nhà luôn hả? Vâng, em bị đất lấp ạ. Đất lấp nhà luôn. Trời ơi. Dạ. Trôi hết luôn. Nhà bà trôi hết luôn hả? Không còn cái gì luôn. Không. Trời ơi. Là bà ở với ai? Với con trai thì nào? Trôi hết rồi. Ồ, trôi hết sạch tinh luôn hả? Đấy, họ đang về nhà. Không có cái gì. À. Dạ, cô ít lòng nhiều nha bà. Dạ. 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 Vâng. Dạ. Cô ít lòng nhiều nha chị ơi. Dạ. Nói chung là cũng mong là coi như tất cả các hộ dân chúng ta là coi như vượt qua cái lúc khó khăn ban đầu ha. Dạ. Cảm ơn nhà. Dạ vâng, rồi. Dạ chú, dạ. Cảm ơn ạ. Dạ. Cảm ơn rồi. Rồi, cảm ơn em ha. Hôm nay em mới được chuyện. Dạ. Cảm ơn các bác ạ. Từ bữa nay nhận được nhiều chưa? Hôm nay mới được. Hôm nay mới được hả? À, giờ từ bữa giờ là nhận. Hôm nay là nhận, từ bữa giờ là nhận được cái gì? Được gạo, được nhu yếu phẩm, vậy là được rồi. Vâng. Cảm ơn các bác ạ. Dạ. Dạ. Vâng, rồi cố gắng lên nha cô. Dạ. Tôi cũng xin thay mặt cho toàn bộ những người được hưởng cái lòng hảo tâm của các nhà hảo tâm cũng như là cục các mạnh thường quân. Cũng xin phép là thay mặt cho toàn bộ những hộ dân được hưởng cái sự hỗ trợ nhỏ bé của ngày hôm nay. Yeah. Chúng tôi cũng không biết nói hơn nữa là xin cảm ơn, dành tất cả tấm lòng của bà con là cảm ơn đến toàn thể đoàn và cũng như là nhà hảo tâm. Dạ, yeah. Về đăng ký kênh em ha. Vâng. Kênh Thành Trung TV nha. Rồi, đăng ký theo anh. Dõi nha. Rồi, dạ. Trưởng Văn Hạn ạ. Tiếp thành hai hàng nhá. Lý Thị Nhót ạ. Nhót vừa đến rồi. Lý Văn Tòng ạ. Lý Văn An ạ. Đứng thẳng hàng qua đây. Chị ơi, chị Lý Văn An ạ. Hàng đầu tiên dịch lên tí. Lý Văn Thanh ạ. Hoàng Văn Hán ạ. Lý Văn Vi ạ. Vi đâu ạ? Bà Vi đâu ạ? Kéo là bà. Bà là đang đi lấy quần áo. Chắc là nhà có nhiều quần áo trôi hết rồi. Không có trong phòng. Lý Văn Phương ạ. Lý Văn Phương ạ. Đặng Văn Trung ạ. Đặng Văn Trung ạ. Sùng A Tráng ạ. Thảo A Giàng ạ. Là siêu băng là chưa đến được đúng không? Rồi hết cho em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, đây là 16 hộ nữa ha. Rồi, ủng hộ gia đình mình 2 triệu 1 đồng ha. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ha. Vâng, dạ, rồi, rồi. Ô, đây là chị công an xã à? Công an Vinh rồi ạ. Đi hỗ trợ bà con ạ. 3 5 6 7 8 9 10 chế nhà nhà cô công an viên là bị thiệt hại nhiều không? Có bị lấp hết đằng sau nhà và để ao cá. Còn em thay mặt bà con là gửi lời cảm ơn tới đoàn mình thật nhiều, giúp bà con và đoàn mình thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ những người những bà con còn thiệt hại nhiều hơn. À rồi, cảm ơn chị ha. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi chào cô. Ha, à, cô ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi chào anh. Nhà mình thiệt hại nhiều không anh? Có. Không được. 4 5 6 7 8 9 10. Rồi những hộ mình xích lên em chút xíu để em. Ồ đây hả? Đây từ đây đúng không? Ồ. Rồi. Đây. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cảm ơn anh. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dạ rồi em. Dạ anh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi cố gắng lên nha nha. Rồi chào chị nha. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dạ đủ 2 triệu nha chị ha. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dạ. Bao nhiêu sức khỏe ạ? Dạ vâng, cảm ơn chị nha. Rồi cháu chào bác. Dạ. Dạ đây là cái sự hỗ trợ của bên kênh của cháu ha. Dạ. Bác phục quá già rồi. 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi cố gắng lên vượt qua cơn lũ lụt nha bác. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhá. Vâng, rồi chào anh. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dạ. Rồi cháu chào bác. Ô nhà con bác, nhà bác mà ở đâu? Xa không? Tân Dương. Cách đây xa không? Dòng 10. Tân Dương là 10. Ồ, bao nhiêu cây số? 10 cây. 10 cây số. Đạp xe đạp xuống đây hả? Đi theo con đi. À. Dạ, thì cô đây thì thiệt hại nhiều nhất. Thiệt hại nhiều nhất hả? Nhà sụp hết cả quần áo, cái gì cũng lấy được một tí nào cả thóc dưới đốt hết. Mới hai mẹ con có gì ở đi chạy đi ngồi không có gì. Ừ, không có gì hết hả? Không có gì hết. Thế mình đã được hỗ trợ tiền chưa? Chưa. Chưa được hội nhóm nào để ủng hộ mình tiền hả? Chưa được. Chỉ có gạo với mì tôm nè. Gạo, mì tôm, quần áo. À, vậy bữa nay cháu ủng hộ tiền nha. Ừ. Ủng hộ tiền này cô có vui không? Ừ. Có vui không? Có. À, thôi cố gắng lên cô ha. Mới có 10 tuổi trong mỗi một mình ông vô bị bệnh ung thư vô muốn độ hơn 2-3 tháng. Ồ. Dạ, thôi cố gắng lên nha cô. Dạ.
thì chắc hẳn là khi mà cháu phát những cái phần tiền này xong á, thì khi mà chia sẻ lên mạng xã hội á, thì cũng có những cái hội nhóm khác khi mà tới cái xã của mình á, là coi như cũng sẽ ủng hộ bằng những đồng tiền ha. Nhà cô ha. Dạ, con phát cho cô 2 triệu ha. 1 2 3 4 5 6 7. Thôi đừng khóc nữa cô. 8 9 10. Thì chắc có lẽ là cũng sẽ có những cái hỗ trợ khác nữa đó ha. Dạ. Em chào chị. Cảm ơn dân quân luôn hả? Vâng. Dân quân ở thôn bản. À. Ở nhà em cũng thiệt hại vì sao nhà. Sao ở đây mà coi như thôn bản mình coi như vừa công an xã nữ này, công an thôn nữ này. Chứ đàn ông đi đâu hết rồi? Cũng có là đàn ông với phụ nữ. À. Dạ, thôi đây là cái sự hỗ trợ của của kênh của em ha, kênh em kênh Thành Trung ha. 3 4 5 6 7 8 9 10. Vâng, em rất là cảm ơn em bác. Dạ rồi, dạ bà. Cố gắng lên nha bà. Vượt qua cái lúc khó khăn ha. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đã đủ ha. Rồi, rất là cảm ơn đoàn với lại tất cả mọi người đã quan tâm đến vùng lũ trong thôn bản em. Dạ, gia đình với tất cả mọi người rất là cảm ơn nha. Dạ, tôi cố gắng vượt qua trong cái lúc mà khó khăn như thế này, mình cũng đang rất may mắn hơn là những cái địa phương khác. Là coi như mình đang còn khôi phục lại kinh tế nó rất là nhanh. Còn mình còn sức khỏe ha. Dạ dạ. Dạ. Nói chung là ở đây thì xong hết rồi, còn thiếu mấy người này họ chưa có tới được, thì chắc có lẽ là coi như họ cũng không có duyên với mình. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cũng cảm ơn bên phía lãnh đạo xã cũng đã coi như hỗ trợ cho em là coi như hoàn thành cái nhiệm vụ của khán giả ở nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân giao phó ha. Dạ, thì cũng không biết nói gì hơn, thì thay mặt các đồng chí lãnh đạo xã và bà con nhân dân xã Tân Dương thì chân thành cảm ơn cái tình cảm của kênh và cộng đồng fan của kênh YouTube Thành Trung TV đúng không ạ? Dạ. Thì chân thành cảm ơn các anh thì đã kịp thời đến ủng hộ bà con trong cái lúc khó khăn này. Dạ. Hứa với các anh để sẽ cùng với bà con để cùng đoàn kết để khắc phục cái hậu quả để sao sớm nhất để đưa cái cuộc sống của bà con trở lại bình thường. Rồi, thì cũng cảm ơn các anh là cũng rất là gần gũi với bà con, hỗ trợ bà con trong cái lúc mà cái như thiên tai như thế này. Nói chung là tất cả những cái hội nhóm từ thiện rồi cá nhân từ thiện thì khi mà đến thì bọn anh cũng tiếp đón rất là tốt để mà để hỗ trợ bà con. Thì cái đó cái lúc mà hoạn nạn thì người dân là coi như cần nhất là đến cấp bậc lãnh đạo như các anh là những người mà coi như sát sao nhất với dân. À, ha. Rồi cảm ơn ha. Rồi cảm ơn cô địa chính xinh đẹp. Trang địa chính xinh đẹp. Vâng thì ngoài đây có cái cụ bà lúc nãy bà nói bà trôi hết đi việc thấy bà cũng rồi với lại nói cũng chưa nhận hỗ trợ nhiều, anh ra anh coi anh hỏi bà coi có thêm hỗ trợ thêm cho bà được cũng nào không. Vâng thì Thành Trung cũng xin chân thành cảm ơn đến với tất cả quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đang theo dõi ở trên kênh của Thành Trung. Thì Thành Trung cũng sẽ dùng những cái số tiền của tất cả quý bà cô bác, quý vị khán giả sẽ đưa đến tay những người dân bị thiệt hại trong cái vùng lũ của Bảo Yên, Lào Cai nha cả nhà. Và Thành Trung cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Hẹn cả nhà mình vào những cái video tiếp theo của Thành Trung. Xin chào và hẹn gặp lại.